Bây giờ hỏi bên đây bên kia nghe nha. Em nhiêu ký vậy? Dạ lúc đó là em 86 ký. Hiện tại em ơi. Đây hiện tại. Hiện tại. Trời. Được rồi. Chưa ra trường cầm đi. Để coi trước chị người nước ngoài đứng kế bên mà thấy chị nhỏ bé quá. Nè tặng em luôn. Được không? Được không? Bạn gái tương lai đó. Em trả vậy ơi. Bạn tên là gì? Em tên là Vũ. Vũ. Mấy tuổi? Em năm nay là vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi, làm nghề gì? Em là nhân viên kế toán anh. À dữ rồi nha. Rồi chúng ta xem thử bạn gái bên kia tên gì, làm nghề gì. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ em tên là Trang, năm nay em 22 tuổi, em đến từ Bình Dương, hiện đang làm sinh viên. Hình này em á hả Trang? Dạ. Chị ngưỡng mộ em quá. Để một lát nữa chị hỏi coi bên kia có thích mẫu người lý tưởng giống vậy không nha. Chị cho coi hình trước khi coi mặt. Dạ. Em ăn nhiều lắm hả? Cái gì vậy? Tự nhiên hỏi ta ăn nhiều á. Kệ tôi, tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Em ăn nhiều lắm hả? Dạ, ngày ba cử, mỗi cử hai tô. Trời ơi. Hiểu hình thể bên kia sao rồi ha. Em nghe em thấy sao? Cảm giác sao? Em tự nhủ trong lòng là mình cố gắng đừng có hụt hẫng nha. Hụt hẫng nha. Bên kia ăn cử hai tô đó. Bên kia là ăn một ngày ba bữa, mỗi bữa hai tô. Thì em một ngày hai bữa, mỗi bữa ba tô cũng quê. Em ơi mà chị tò mò lắm. Chị muốn hỏi cắt ngang cái là em cái mẫu người lý tưởng, bạn gái của lý tưởng của em là sao em? Em không có một bạn gái cụ thể gì ơi. Em nhìn thấy em thích là được à. Dạ, em có thích người mập không? Chị hỏi khó quá, chị hỏi câu hỏi vậy 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 hơn xíu. Vậy để chị hỏi bên đây bên kia nghe nha. Em nhiêu ký vậy em? Dạ, lúc đó là em 86 ký. Hiện tại em ơi. Đây, hiện tại. Hiện tại. Trời. Sinh viên chưa ra trường, cầm đi. Để coi trước chị người nước ngoài đứng kế bên mà thấy chị nhỏ bé quá. Nè, tặng em luôn. Được không, được không? Bạn gái tương lai đó. Em trả vậy vậy ơi. Đây, chị coi luôn coi. Không xin nhê gì. Em là chị thấy em là to lắm rồi đó. Nhưng mà đối với bên đây là không xi nhê gì. Em thấy em cũng nhỏ con rồi chị. Không to em, to đối với chị. Em nhỏ con. Nhỏ đối với bạn ấy. Giờ tôi hỏi mập có chịu không? Em nhiêu ký? 89. À không, mà nếu cân trong tuần này thì 92 rồi. Vậy được rồi, bên đây có 86 à. Này chắc cũng ăn dữ lắm. Thích ăn. Thích ăn hả? Sở thích là gì nữa? Em chỉ thích ăn hả? Sở thích ăn thôi hả? Tôi hiểu tại sao mà ế rồi. Em làm sao mà tưởng vậy mà ra được như vậy? Dạ chắc là tại vì hồi xưa hồi đó em còn mập á, không ai thích chơi với em hết, cho nên em ghét ốm lại trời. Nhưng mà em làm cách nào để em xuống ký nhanh vậy? Em tập thể dục với lại em ăn kiêng, ngày em ăn một trái táo. Một ngày ăn một trái táo thôi? Dạ. Ăn bao nhiêu ngày như vậy? Dạ em tự ra cho mình một cái khoảng thời gian, rồi trong khoảng thời gian đó mình phải xuống được bao nhiêu cân. Ví dụ như em tập thể dục 3 tháng thì em sẽ ra 2 tuần em ăn kiêng. Trời ơi, chị ngưỡng mộ em quá. Chị là từ cái thời chị còn có gái đến bây giờ là lúc nào chị cũng tròn như vậy. Mà chị chỉ muốn xuống có 4kg thôi. Mà 18 năm nay chị chưa bao giờ làm được điều đó. Chị không thể nào như vậy mà một ngày ăn một cái táo là chị thà chị chết còn hơn em à. Ồ em hay quá. Vậy là em không có kiên nhẫn rồi. Bởi vậy. Người con gái như vậy mới là hay đó, rất là kiên nhẫn ha. Nhưng mà bây giờ em đẹp rồi tại sao em vẫn ế? Dạ có lẽ là tại do hồi trước á, người ta hay chọc ghẹo em á. Rồi em mỗi lần mà em đi ra đường là em hay làm mặt nghiêm, mặt ngầu. Để cho đừng có chọc ghẹo em. Cho nên bây giờ thành một cái thói quen. Cho nên ai nhìn cũng sợ. Rồi chắc cũng nghĩ là con này thì dễ gì mà chưa có người yêu. Sao mình không cua là người ta? Thì hiện tại là giờ đang đi cô trai công khai trên TV nè. Thấy chưa, sợ chưa? Chuẩn bị bạn bị cua nha. Bạn thấy sao? Em cũng muốn cái vinh dự đó mà không biết được không. Nếu như một người gái mà người ta đi tìm đến mình trước, người ta gọi là thổ lộ tình yêu mình trước, bạn nghĩ sao? Bình thường thôi anh, đâu có vấn đề gì. Đây là thời buổi bình đẳng mà. Tôi nghĩ rằng bạn chắc đã trải qua rất là nhiều mối tình rồi. 10 ngón tay đếm đủ. 10 mối tình rồi. Trời ơi, sao yêu nhiều dữ vậy? Nhưng mà tiêu chuẩn người phụ nữ của em, tiêu chuẩn mà để em yêu được á. Người đó phải năng động, có cá tính, dám nghĩ dám làm. Rồi em không thích gì người phụ nữ? Thì cứ phụ nữ là em thích à? Không thích những gì là ở phụ nữ. Chua ngoa, đanh đá, điệu, nói xấu sau lưng người khác. Bên đây có đủ luôn á. Chỉ cần vậy thôi. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Dạ trước tiên là cỡ em trở lên cái đã. Cỡ em là cỡ gì? Khoảng 1m7. Rồi
Không hút thuốc, không hút lá, không hút thuốc lào gì hết á. Nói chung là em thì thích người đầm tính chút xíu. Hôm bên kia có vẻ hơi náo nhiệt. Náo nhiệt quá, đâu kệ. Em đàn áp cũng đầm tính à. Vậy theo bạn là ưu điểm của bạn là gì? Em không có khuyết điểm. Ưu điểm? Dạ em không có khuyết điểm. Dạ ưu điểm của em có khuyết điểm. Tự tin quá. Tức là không. Bạn có thể nói cụ thể một ưu điểm của bạn là gì? Em rất là ngoan. Rất là ngoan. Dạ em rất là ngoan. Ngoan thiệt không? Thiệt. Ngoan mà 10 mối tình. Ủa số lượng mối tình đâu có thể hiện được em sự em ngoan không ngoan đâu. Không hút thuốc, em không rượu chè, em không cờ bạc, em không trai gái. Vậy để em thêm ngoan rồi. Nhưng mà bây giờ nè, anh hỏi em nè. Bên đây á là anh thấy rằng ưu điểm không? Bây giờ không có khuyết điểm nào hết trơn á. Em có thích những cái người có ưu điểm không không? Dạ... dạ không. Tại sao? Nó ưu điểm không mà lấy gì không thích? Tại vì ai biết được ưu điểm đó là nhiều khi em không thích làm sao. Sở thích của em về người bạn trai của mình là gì? Nói chung là nhìn phong cách thì có cái gì đó để làm cho em nể, chứ không phải là em sợ. Qua cách nói chuyện bên kia nó em có nể chưa? Dạ... chưa thấy gì nhiều hết. Chưa có thấy gì hết ha? Dạ. Anh nghĩ rằng một chút em sẽ thấy. Rồi. Anh thấy bên kia rồi đó. Bên kia được lắm. Hình như hợp với em á. Thôi em nghĩ là cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Coi coi chiều cao với lại là cân nặng quan trọng lắm. Cặp này hơi nặng ký. Rồi, bạn kéo lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau và nói chuyện với nhau. Thì em về em chỉ cho ta bí quyết ăn kiêng giống như em vậy đó. Mỗi ngày ăn trái táo thôi. Đó. Dạ, chào anh. Chào em. Anh chỉ muốn biết là cảm giác đầu tiên khi em nhìn thấy anh như thế nào thôi. Giống Doraemon á. Khoan anh, anh muốn hỏi giống Doraemon là cái thể hình hay không mà. Hết luôn. Đừng có kiến rồi. Nói chung là ấn tượng ban đầu thì không có gì gọi, đối với anh không có gì xấu hết. Nhưng mà chủ yếu là em thì em thích một người có chiều sâu về tâm hồn. Bây giờ thì anh nói vậy. Nếu anh với em đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý tìm hiểu nhau thì anh có thể nói tính tình của anh là anh vui những lúc anh cần vui và anh buồn lúc anh cần buồn. Anh đảm bảo với em là anh có thể thông cảm với cái chiều sâu em muốn nói. Anh còn gì hỏi em nữa không? Anh không có gì để hỏi. Nếu em hỏi quan nha. Trọng cảm xúc thích là được rồi. Em hỏi nha. Ừ. Anh biết hát không? Biết hát thì anh biết hát rồi đó. Mà quan trọng là không biết có khán giả nào chịu nghe anh hát không thôi. Vậy hả? Em thì thích có người tặng em bài hát lắm mà. Bây giờ em muốn hát bài gì em kể anh nghe thử cho anh biết hát được không? Thôi thì người tặng thì tặng đi, còn người nghe tới cảm nhận sau. Đúng rồi, có 2 phút mà còn đọc cái danh sách bài hát nữa, hết giờ hát rồi. Lẹ đi. Không hát tôi vô tôi hát à. Ba thương con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gặp nhau là người. Cái khả năng của anh là có thể làm bất cứ những yêu cầu nào mà người khác. Trên trời dưới đất tôi chưa thấy ai đi cô gái hát bài cha bài ba thương con. Đó là chị đọc bài quyền của em. Đó giờ mới của mình ông á. Em thích vậy. Thôi hết giờ rồi. Trời ơi. Hai người thấy hợp à. Hợp nhiều thứ lắm à. Mời các bạn để tay vào nút. Nút phía sau. Lanh lắm mà, tự tìm nút đi. Sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút và ngược lại. Chúng ta không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Chuẩn bị, đếm luôn đi. 1 2 3 3 Rồi đó, tự làm việc luôn đi. Trải qua 10 mối tình rồi mà. Thứ 11 đó, ráng đi. Đừng có để ruột khỏi tay đó nha. Đừng. Số 11 đẹp mà. Bạn gái nghĩ gì về chàng trai kế bên mình? Đầu tiên thì em nghĩ là anh này đàng hoàng. Sao biết đàng hoàng? Không, em có mắt nhìn lắm chị. Thấy cũng được. Thấy anh Linh đàng hoàng không? Không. Không. Ta đọc thông ông luôn đó ông. Nắm tay nhau được không? Sao em? Đó, trâu đi tìm cột hay là cột đi tìm trâu? Cảm ơn em rất là nhiều. Bên đây thì rất là chân thành ha. Có cái tính hài hước cũng dễ thương lắm. Mặc dù cũng đá xéo cho các người chút xíu. Vậy thì tâm sự nhỏ đi chút xíu. Chị có nó nói cái gì em cũng đừng tin. Bởi vì chị đang có thái độ chưa tốt với bên anh bên đây. Lớn lên nào.
Dạ xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Trần Châu Tuấn, năm nay 31 tuổi. Phan Trần Châu Tuấn. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ nhất bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ, em chào quý vị khán giả và hai MC ạ. Chào em có dạ. thể tự giới thiệu về mình, em tên là gì, bao nhiêu dạ. tuổi? Em tên là Thủy Tiên ạ. Năm nay em 30 tuổi ạ. 30 tuổi? Dạ. Trời ơi, 30 tuổi nhưng mà nhìn nhí chị tưởng là chừng 22, 23 tuổi thôi chứ. Cứ sần làm nghé ấy chị. Rất là xinh. Dạ. Hiện giờ dạ. Tiên đang làm công việc gì? Dạ, hiện giờ thì em làm kế toán ở một công ty nhà nước. À, chưa dạ. giờ có bạn trai gì chưa? Dạ, nhiều lắm chị ơi. Nhiều lắm? Dạ. Mà hiện tại giờ là không có chứ? Dạ, giờ không có. Dạ. Bạn gái bên kia nghe nói là có nhiều bạn trai lắm, bạn có lo không? Thì em cũng không lo, tại vì em cũng đã từng có nhiều người bạn gái anh Linh. Nhiều bạn gái? Dạ. Khoảng mấy bạn? Cả hai người, còn người mà em quen nhiều, chắc cũng cỡ chục người. Quen chục người hả? Dạ. Em đang làm nghề gì? Em làm ở phòng công chứng ở Ủy ban Nhân dân phường anh. À, bao nhiêu năm rồi? Được 4 năm rồi anh. Có công chứng hôn nhân gia đình không? Em cũng làm tốt hết anh. À, hôm nay bạn đến đây mong muốn điều gì? Mong muốn là tìm một người bạn gái, tính tình, hiền hòa, biết ứng xử tốt. Để mình hẹn hò mình có thể tiến xa hơn nữa. Tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì cũng bình thường thôi anh. Tiệm cận với nhan sắc của chị Cát Tường ở bên bển một chút. Có nghĩa là cao hơn chị Cát Tường một chút. Trẻ hơn chị Cát Tường một chút. Xinh hơn chị Cát Tường một chút. Gọn hơn chị Cát Tường một chút. Ý là chị Cát Tường mập á. Nghe anh ghê luôn trời. Dạ em xin lỗi chị Cát Tường nhưng mà chị là từ cái chuẩn của em lên đó chị ơi nha. Phải không? Dạ. Thôi ngồi yên nó đi, tôi tìm người tôi làm mai cho. Thủy Tiên, dạ. hồi nãy em nói là trước đây là mình cũng có nhiều bạn trai, nhưng tại dạ. sao 3-4 năm gần đây lại không có ai là sao? Em rất là xinh, chị nói thật, rất là trẻ hơn so với tuổi nữa. Dạ. Tại vì em quen nhiều quá, nó bị nhờn rồi đó chị. Cái thấy nản, cái vợ lại không có muốn quen. Bị nhờn là sao em? Có nghĩa là em cảm thấy mình thất bại nhiều. Mình tìm hoài mà vẫn không có tìm được cái đúng cái đối tượng của mình đó chị. Nhưng mà tại sao em dùng cái từ thất bại nghe nó nặng nề vậy? Dạ, tại vì em thấy thường á, mấy bạn bè của em thì nọ kiếm một người, hai người xong ta cưới luôn chị. Cái mình nó kiếm hoài không được chị. Có gì đâu mà nản mà, mình mua keo này mình bày keo khác chứ. Dạ thì giúp em bày lên chị. Đợt này là bày ở đây đó chị. Bạn gái bên này dễ thương lắm anh Linh ơi. Bên đây cũng dễ thương lắm. Nãy giờ nghe tiêu chuẩn bên kia rồi, mình có tiêu chuẩn nào đưa ra không? Em không thích những người bạn gái mà thích như là quýnh bài nè, đua xe nè, quýnh lộn nè, chửi thề nè, hung dữ nè. Bài cũng hài hước kìa. Thủy Tiên, em dạ. có đặt ra cái hình mẫu lý tưởng của mình là người như thế nào không? Cao 1m7 trở lên, gương mặt thì sáng sủa, ưa nhìn, rồi sạch sẽ gọn gàng, không có tật xấu như là hút thuốc nhậu. Bạn không uống một xíu cũng được mà. Dạ, uống chút xíu mà uống chơi vui bạn bè 1-2 chai thì được. Chứ đừng có quá xa đà thì hay là ghiền quá thì em lại sợ lắm chị. Rồi phải biết thương yêu, quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng em. Phải biết để ý từng ly từng tí những cái của em đó chị. Từng ly từng tí là sao em? Cái này nó khó quá. Đàn ông ta lo chuyện đại sự chứ ở đâu lo dạ. theo để ý. Tại vì em nghĩ với nhưng mà một người mà yêu mình là người ta sẽ rất là quan tâm những cái sở thích. Cái món đồ ăn chẳng hạn, biết em là không thích ăn gì và không biết ăn gì thì người ta sẽ tránh gọi những món đồ đó. Thì em nghĩ là có nghĩa là quan tâm đến mình một cách sâu sắc một tí. Dạ. Những cái yêu cầu bạn gái đưa ra vậy, bạn thấy sao? Em thì đáp ứng gần như là toàn bộ rồi đó. Quan trọng nhất là cái phần mà tinh tế, tỉ mỉ mà chăm sóc cho bạn nữ á. Thì người đàn ông thường thường họ có cái công việc của mình. Chỉ có những người mà không làm gì hết thì mới chăm sóc cho bạn gái từng ly từng tí thôi. Cái điều thứ hai nữa là bạn nữ có bao giờ suy nghĩ ngược lại là mình cũng phải chăm sóc cho người bạn trai mình từng ly từng tí đến mức là như vậy hay là không? Cái này mà cãi nhau thì là cũng mệt lắm. Nói chung là em hơi rung anh đúng không? Rung phải làm không có tiếng là gì đâu rung. Lên TV phải rung cho anh trời ơi. Thôi bây giờ chị sẽ xem mặt giùm cho em nha. Dạ. Coi là cao ráo như thế nào, hay là mình có cái mẫu người lý tưởng nào mà em thích không? Dạ em thích anh Bình Minh chị. Rồi. Diễn viên Bình Minh thôi chị, đơn giản lắm chị. Đơn giản ha. Dạ chào chị Cát Tường. Nãy chê tôi dữ lắm phải không? Dạ, em khen chị. Cao nhiêu? Dạ 1m75 chị. Đứng lên coi cho đủ nó láo sao trời. Nhan sắc em thì không cần phải quảng cáo đâu chị ơi nè. Rồi chị chịu chưa? Trên mắt gì tôi chịu. Người đây chịu, tôi chịu gì? Chịu chưa? Gì? Dạ. Đánh dánh gì? Thiếu ăn hả? Dạ không phải chị, cho em mình dây chị ơi. Liễu lự quá ha. Tự tin ha. Dạ. Thôi dở màn lên là coi tôi vùi dập nè. Em sợ phụ nữ dữ lắm anh. Ý là em nói gì các từ dữ hả? Dạ.
coi mặt về mà đứng hình luôn, nói sao dễ thương, nói sao gì đâu dễ thương. Anh nói nghe mình nhìn ôi trời dễ thương quá. Dạ em ngưỡng mộ anh lắm luôn anh. Em không em để nó thích anh Bình Minh. Dạ thích Bình Minh mà em ngủ một anh là hai cái khác nhau anh ơi. Cảm ơn em rất là nhiều. Bên đây thì rất là chân thành ha, có cái tính hài hước cũng dễ thương lắm, mặc dù cũng đá xéo chị Cang Tường chút xíu. Vậy đi cho em thử ta tâm sự nhỏ đi chút xíu. Chị có nó nói cái gì em cũng đừng tin, bởi vì chị đang có thái độ chưa tốt với bên anh bên đây của anh ha. Dạ em tin chị hay tin Quyền Linh, em nói đi. Dạ thì hỏi khó quá. Rồi bây giờ người ta kéo màn lên để cho hai người gặp nhau. Không tin tưởng vào bà Mai nè nha. Ngoài cái công việc ở phường ra anh còn có làm gì thêm không? Dạ em có làm thêm ở ngoài anh. Có kinh doanh này kia đâu anh. Kinh doanh này kia là kinh doanh gì? Dạ em có cho thay phòng trọ anh. Có mấy phòng? Nói chung cũng nhiều á. Vậy là ổn định về mặt kinh tế đúng không? Dạ. Vừa làm ở phường vừa đó. Phòng trọ thì cũng được rồi ha. Chúng ta có Dạ chào em. Dạ chào anh ạ. Có làm giấy tờ gì đâu nha. Dạ em có, em có gì hỏi anh trước không hay là anh hỏi trước em? Anh hỏi trước em đi. Em đói bụng chưa? Hồi hộp quá cho nên không có cảm giác luôn anh. Thấy từ xưa giờ chưa ai chưa đi cua gái mà hỏi đầu tiên gặp mới gặp hỏi dạ, đói bụng chưa. Em nói vậy cho bạn nữ bớt căng thẳng anh thôi. Anh không hiểu gì hết. Rồi vậy để anh hỏi trước ha. Dạ. Trước giờ em đi làm thì em thấy trong công việc của em á, em tâm đắc cái điều gì nhất từ trước cho tới thời điểm này, cho tới thời gian này nè, thì em thấy là việc gì em làm là có ý nghĩa nhất cho gia đình của em như vậy thôi. Anh hỏi em chưa hiểu câu hỏi của anh hỏi em cái công việc xong rồi anh hỏi tới tâm đắc gia đình em không hiểu em, ý anh muốn là kết hợp với hai câu hỏi luôn em. Anh trả lời thôi bây giờ anh hỏi từng câu một thì nó vậy dễ về, hiểu ra lý lịch gì về gia đình trước đi nha. Vậy tất cả anh làm từ trước tới giờ trong gia đình em thì em thấy người nào là quan trọng nhất? Dạ cả nhà em thì ba mẹ em đều quan trọng cả. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ em có một anh trai ạ. À, trong nhà thì em thân với ba hơn là thân với mẹ hơn? Tình yêu đi trời. Em thân với mẹ hơn. À rồi. Còn em muốn hỏi anh là anh nhà anh có mấy anh chị em? Anh có một người chị nữa, chị anh lập gia đình rồi và anh đang sống với mẹ anh. Còn gì nữa không em? Thế là bà nói sao hỏi tiếp đi. Vậy để anh ha. Để anh chốt vấn đề lại luôn đi ha. Anh nghĩ là hôm nay là thời tiết cũng rất là đẹp. Anh nghĩ đó là những cái điều kiện vô cùng thuận lợi để tình yêu sinh sôi nảy nở và phát triển. Anh nghĩ là chúng ta nên hẹn hò với nhau thử một lần. Chưa. Cảm nhận cái tình yêu, cảm nhận như thế nào? Hai người nói tiếp đi. Được, nói tiếp hả? Đừng có vô chốt thì hẹn hò. Tại anh nghĩ là chỉ có 2 phút thôi nên mới nói ngắn vậy thôi. Rồi, 4 phút. Cảm ơn Linh. Từ trước giờ thật sự là em có bao nhiêu người bạn trai rồi? Mẹ em nhiều quá không đếm được anh ơi. Anh thì dạ, anh không có giống em. Anh có ghi cái nhật ký lại. Dạ. Anh biết cái số chính xác là nhiêu nè. À thì đó là vậy. Cảm giác cô đó như thế nào với mình trong mắt mình? Anh cảm thấy em cũng là người rất là vui vẻ. Các bề ngoài thì cũng tương đối khá rồi. Như vậy là cũng được rồi. Vậy mà cũng được thôi hả? Hay là anh thấy em có vẻ hơi bị ngọt chứ anh đúng không? Là anh nói hơi nhiều đúng không? Dạ. Chắc là có lẽ là vậy đúng không? Trời ơi, có vẻ em bị ngọt trước anh. Anh hỏi rồi em không dám trả lời luôn. Bây giờ em hỏi là anh đi. Dạ. Bây giờ thấy ảnh là sao? Gặp anh á thì em thấy anh cũng ok được, nhưng mà có vẻ anh hơi ốm quá. Dạ, em thích con trai mập xíu như anh Quyền Linh ấy là cũng được rồi. Có phải là em thích người mà có thể là một cái bờ vai vững chắc cho em, có phải không? Dạ. Anh nghĩ mình dựa vào ở cái yếu tố là tinh thần thôi, còn mình muốn dựa thì mình ra coi tường mình dựa, còn đẹp mình dựa. Tường cứng lắm anh ơi. Nghĩ sao mà tường dựa kêu là tường dựa. Nó nói mình đàn ông có gì nói anh ốm ốm chứ anh cố gắng chống đỡ cho em dựa chứ ai khi người ta muốn dựa kêu là tường dựa không nổi. Em là dựa là dữ nhất trời nữa. Không, hồi nãy là tôi định chặt chém cái anh này nè, nhưng mà từ nãy giờ tôi nghe nói chuyện có duyên tôi để nó nói. Em nói chuyện thật sự là rất là có duyên. Đúng rồi. Rồi hết giờ. Đặt tay ra sau nút nè. Nếu mà mình đồng ý hẹn hò thì mình nhấn nút. Còn mình không hẹn hò thì mình không nhấn nút. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định. Hết. 1 2 3 Hết thời gian.
sao? Bạn gái không có đồng ý hẹn hò với bạn, bạn có buồn? Dạ em đã đoán được điều này chị. Lý do sao đoán được? Em cảm thấy là hai người chưa hiểu nhau thật sự. Em nghĩ là bạn ấy sẽ không bấm, nhưng mà em vẫn bấm. Thật sự em không có cảm thấy rung động hay cho mình một cơ hội gì được sao? Dạ, thì em nhìn đầu tiên là em phải có thiện cảm hoặc là một cái cảm xúc gì đó. Thì em cảm ơn em, đó là cái cảm xúc của em và dạ. Người làm chương trình cũng rất là tôn trọng cái quyết định của em. Dạ. Dù sao cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và có những trải nghiệm rất là thú vị. Đây cũng là một kỷ niệm đẹp, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Có cái đồng hồ đang đeo trên. Trời ơi, màu hường, trời ơi, cưng quá à. Đồng hồ trước nhẫn sau nè. Em tên Nguyễn Thiên Lộc, năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp em là tài xế taxi Vinasun. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Quê đâu? Dạ em ở Sài Gòn. Em giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Thị Hoài Diệu, em sinh năm 92, quê ở Bình Định. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng tại Bình Dương. Không, ta chạy xe không sao, cỡ nào cũng tới nơi được. Em có ưu được khuyết điểm gì không em trai? Dạ em là một người sống rất có trách nhiệm và trong công việc và gia đình, đam mê thể thao, đặc biệt võ thuật và bóng đá. Quá dữ ha. Dạ em thì thấy mình chỉ hay thất hứa với bạn nhậu, vì em không nhậu mấy bạn cứ rủ hoài em. Có cái này cũng được đó. Có hút thuốc không? Dạ không, không biết hút. Cái em có cái tật xấu gì không cưng Lộc? Dạ họ em chỉ hơi nóng tính một xíu khi trong công việc ai làm tai với em thôi. Vậy hả? Nóng tính của em cỡ nào? Thì em nóng tính thì em nói chuyện rất lớn tiếng vậy thôi. Lớn cỡ nào? Thí dụ giờ anh Lộc, em là người sai đó Lộc. Dạ. Em bình thường không? Bình thường cười vậy đó hả? Dạ. Đây cũng dễ thương lắm á, không nổi nóng tính lắm đâu. Còn em thì sao? Dạ ưu điểm của em là hiền lành, biết quan tâm, chia sẻ với người khác, cảm thông thấu hiểu. Còn nhược điểm của em thì em rất là mù đường. Có chồng tài xế, không cần biết đường làm cái gì hết trơn á. Diệu có mấy mối tình rồi Diệu? Dạ em chưa có mối tình nào hết á. Rồi. Thiệt không? Dạ thiệt. Lúc trước thì cũng có, nói chung là thích thích thì cũng có thôi, chứ mà thật sự quen thì chưa. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Chắc giống như anh Quyền Linh là được. Sao tôi thấy ông mối, ông đắt hàng dễ sợ luôn á. Thiệt luôn á. Nãy giờ đưa ra ý kiến vậy em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả Lộc? Em thấy em là một người rất chung thủy, 100% em không vấn đề lăng nhăng là không có 100%. Nhiều người ta nghĩ là tài xế này nọ lăng nhăng hay nên tuyệt đối không bao giờ xin số điện thoại hay là không bất cứ cái gì, dù cuộc nói chuyện có vui có thân thiết cỡ nào, người ta nghĩ là cuộc nói chuyện nó chỉ là dựa trên khách hàng và tài xế thôi. Nếu mà mình xin số điện thoại cái là người ta bật lại hướng khác liền, người ta nghĩ sẽ không tốt về mình. Nếu cô nó đẹp mà em chở lúc 1-2 giờ đêm mà cô rất là xinh đẹp, cô xin số điện thoại của em thì sao? Nói chung 100% là nếu mà em đã chưa có bạn gái thì em còn có thể, còn 100% có bạn gái rồi là em không thể 100%. Cứng rắn ghê ha. Chào em. Dạ chào chị. Trời ơi em nghĩ là mình lên chương trình này rồi tự nhiên mình gặp một cái người con gái mà tinh khôi. Dạ vui. Bên đây cũng tinh khôi. Ủa, mà tinh khôi luôn hả? Có mối tình của em sao? Dạ em 2 mối tình rồi chị. 2 mối tình tinh khôi gì ông? Ông Quyền Linh này thiệt tình á. Dạ. Nhưng mà sao lại chia tay ạ? Em thì mối tình đầu em quen cũng được 2 năm thì bạn ấy đi lao động bên nước ngoài. Còn mối tình sâu động kế tiếp là mối tình cũng 4 năm mấy, 5 năm. Nhu cầu bạn ấy cao quá, nói chung là muốn có nhà trước khi cưới thì điều kiện em không cho phép làm được điều đó nữa. Anh nghĩ rằng là mình phải nói thế nào rồi đó em ơi? Hay là giờ từ từ đi, mình cố gắng mình đóng tích góp và mình mua miếng đất nhỏ nhỏ được không? Thì em cũng nói với cái sự cố gắng, người đó có người khác, người ấy mới lấy cái lý do ra để mà chia tay em. Chào gái dễ thương. Em không thích điều gì ở người đàn ông nhất? Đàn ông là hút thuốc. Đây không hút thuốc. Rượu chè bê bét. Không có luôn. Người lăng nhăng. Không có lăng nhăng luôn, thủy chung son sắt. Thấy chưa, không còn gì để nói gì bên đây nữa trơn. Bên đây ta tốt trở lên không à. Em thấy được không? Dạ được. Bé đi với ai vậy? Dạ em đi với em họ, với lại bạn đồng nghiệp cũ. Dạ em là bạn đồng nghiệp cũ của Diệu à. Em thấy hai người hợp không? Dạ em thấy hai người hợp à. Em mong hai bạn có thể bấm nút để cho nhau cơ hội hẹn hò. Rồi, cảm ơn em. Xin mời đại diện đàn trai. Dạ, đi với cô với chị họ. Dạ, em chào cô. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Cô gái này là cô gái chân thật, một mặt, chân chất của người miền quê đấy. Ok, con chọn được á. Lộc á thì thích người chân thật hơn, không thích đua đòi bon chen. Cho nên cô thấy cô này thì ok thì... Mặt cô rất căng thẳng phải không? Cô thấy ok đó. Rồi tại vì quyết định mở rào đi. Mở rào.
chào anh. Có món quà tặng cho em. Dạ anh cảm ơn. Có cái đồng hồ đang đeo trên. Trời ơi, màu hường, trời ơi cưng quá à. Đồng hồ trước nhẫn sau nè. Cần phụ không nè? Không ngu quá khỏi. Rung quá phải không? Rất hợp với dáng em. Dạ. Thôi em tặng quà lại đi. Em cũng có món quà nhỏ muốn tặng anh. Hay là một quyển sách thôi. Tại em cũng biết tặng gì. Em hy vọng là... Sách tựa gì vậy em? Để yên, bác sĩ lo. Rồi bây giờ đầu tiên anh nghĩ rằng em biểu diễn lấy tinh thần cái đi. Em thấy em hơi hồi hộp đó. Dạ em xin múa bài Quyền Long Hổ Quyền. Rung rung. Cứ bình tĩnh đi bé. Được. Được lọt như đó. Không có chỗ. Lại thục lui ra làm sao. Dạ. Cây. Ui. Đó. Chơi luôn. Để tivi luôn. Thôi chơi này đi. Được rồi, được rồi. Ôi ôi, nó đập vô trong đầu đó. Kệ nó. Đó, thấy chưa, vô cái eo rồi. Dạ. Rồi, hay rồi. Cái trái banh lại gì cơ? Chơi này luôn, chơi này luôn. Chơi em chơi với anh. Chơi luôn. Chơi xong thì về luôn, khỏi nói gì nữa chứ. Rồi sao làm gì? Chơi đó, đá banh với anh Linh. Vậy thôi đó hả? Giờ em lừa qua anh. Ok. Dạ. Sao? Lừa qua đó, lừa qua Linh đó. Linh lấy banh. Lấy, lấy banh hả? Dạ. Anh chụp hay sao? Linh lấy banh. Lấy banh. Lấy banh hả? Đúng rồi, đi luôn rồi. Nó xài quá về luôn rồi. Cũng được, còn gì nữa không? Chơi luôn nào. Em chắc hết đất được. Hết rồi. Ở ông khỏe. Chơi luôn, chơi luôn. Làm xong về mà. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, thôi thôi thôi, được rồi, được rồi. Được rồi, thôi thôi thôi, thôi. Được rồi, thấy chưa? Đàn gái tôi khỏe mạnh vậy đó. Cái gì đàn gái tôi khỏe mạnh đúng không? Đó đàn nha. Trai tôi khỏe mạnh, đừng quên. Dạ em tới đây thì em có chuẩn bị một cái trò chơi. Không biết là bạn trai có muốn tham gia không? Chơi, 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 chơi đi. Dạ cái này chỉ là hỏi đáp nhanh thôi. À, trong vòng 3 giây là bạn nam phải trả lời em. Chơi, chơi, rồi bắt đầu. Em thích đi du lịch. Em thích đi du lịch thì sao? Ấy em, ấy em. Cái vé sau, vé sau thì anh nói. Giống như là em thích đi du lịch, ok anh đưa đi, ví dụ vậy đó. Ok anh đưa đi. Tiếp theo nha, anh thấy em thế nào? Thấy em cũng bình thường, dễ thương. Được câu thứ hai. Nếu bạn gái cũ anh muốn quay lại thì anh sẽ như thế nào? 100% không thể. Em thích ngắm trai đẹp. Thì em có quyền nắm. Anh có ghen không? Không anh. Vậy thôi, em như câu hỏi đó. Em nghĩ thế nào về nghề tài xế? Đó cũng là một cái nghề nghiệp ổn định. Taxi thì anh cũng chạy vòng vòng thành phố này thôi. Đúng rồi, taxi không đi đâu xa hết, nói chung là bất cứ vòng 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 trung tâm Sài Gòn thôi. Còn một ngày chạy, một ngày ốp nên thời gian dành cho em cũng khá là nhiều. Em hỏi đó, em hỏi đó. Hỏi gì vậy ta? Em thích trai hay gái? Em thích trai hay gái. Ý anh là sao? Đẻ con trai hay con gái? Trai hay gái gì cũng được hết anh. Nếu mà con trai thì hai cha con anh bảo vệ em. Còn nếu là con gái thì anh sẽ bảo vệ hai mẹ con. Trời ơi, anh hay quá. Lộc ơi, anh ơi, trời ơi. Rồi, tôi tự hào đàn trai tôi nữa nha. Thì trời, tôi còn tự hào giùm luôn mà. Ừ, hỏi tiếp nữa Lộc. Thôi, chơi hoài mệt quá. Một câu nữa thôi. Cái nhìn đầu tiên về em, như anh về anh, em thấy như thế nào? À, em thấy anh là một người cũng khá là chân thật. Nói chung là em, nó cũng hợp với quan điểm của em. Em muốn hỏi là nếu quen nhau thì một tuần anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Anh một tuần thì anh nghĩ có tuần 3 ngày, tuần 4 ngày. Nếu em, anh xạo phiền thời gian của em thôi. Chứ còn một tuần anh có thể gặp em đúng 3 lần, đúng 3 ngày nghỉ. Nếu mà em không có bận gì. 15 ngày đi chơi chắc móm hết à. Lương taxi thì nó cũng ổn định, nó cũng cao. Yeah. Không làm 15 ngày em chơi, 15 ngày tiền đâu còn nhưng mà ổn định. Ý là gặp bạn gái cũng đâu có gọi là đi chơi, ví dụ đi ăn uống hay là xem phim này nọ thì nó có không gì. Chừng nào mà đi du lịch hết 15 ngày mới sợ anh. 15 ngày chạy xe, 15 ngày đi ăn cũng không có đủ nữa. Dạ dư sức.
Được luôn hả? Taxi lương thì theo em thì tầm cũng em trong trung bình tháng cũng tầm 15 20 triệu một tháng. Dữ vậy đó hả? Ngon, dạ. Ngon vậy. Tại em chạy thời gian cũng hơi nhiều, em chạy từ bắt đầu từ 5 6 giờ sáng cũng cho tới gần rồi. Sáng hôm sau. Ồ vậy là ok rồi. Rồi, vậy là ok rồi. Sáng ngày hôm sau bắt đầu em về em ngủ tới sáng ngày mốt mình chạy tiếp. Nào bạn bè cũng nói xong chưa vợ chưa con chạy chi nhiều. Tại qua ngày mai nghỉ đâu làm gì đâu nên giờ chạy tới sáng cho nó mệt về ngủ cho ngon. Còn mà về ngủ sớm thì mai dậy cũng không biết làm gì. Nếu bạn gái muốn làm dâu thì ở nhà em, còn không thì nói chung là tùy thuộc vào bạn gái. Tại nhà em ba anh em trai là. Ở quận mấy? Dạ Gò Vấp. Vậy là nếu mà đứa nào mà có dâu trước là bé dâu đó được cưng dữ lắm luôn á. Đúng rồi đó. Dạ. Hay mình tranh thủ đi em, hay mình tranh thủ đi em để được cưng. Bây giờ thẳng tới nắm tay cô ấy, mong muốn điều gì nói luôn, tỏ tình câu đi rồi mình bấm nút. Tới đi Lộc, nắm hai tay Lộc, đưa tay cho cô ta nắm đi đó. Nói đi Lộc. Em thấy anh run quá. Anh hy vọng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời này anh có thể được lo lắng, yêu thương, chăm sóc em một cách tốt nhất. Trời ơi. Trời ơi. Dạ cảm ơn anh. Để tay nút bấm. Người ta không bấm mình cũng bấm nha Lộc. Đây bên đây. Dạ, em bên bấm đây. Chắc luôn anh. Bấm chắc đi. Tay phải nói luôn. Vậy, vậy nút ở đâu chị? Nó run quá nó không kiếm được cái nút nè. Coi coi đây. Đó nút ngay đây mà mò quá trời mò. Sao bà tính đếm quyết định hay không? Tùy bên đó. 3, 2, 1, bấm. Rồi. Vô rồi. Nắm tay, nắm tay. Nắm liền cho bớt rung coi. Lộc, Lộc, ừ. Em nhớ tên bạn gái tên gì không? Chị cũng chắc quên rồi. Bây giờ nói ào ào làm tới tấp mà không nhớ tên gì. Dạ em tên Diệu. Mình hứa gì đi Lộc? Dạ con thưa hai bác, thưa gia đình của bạn Diệu. Nãy giờ con nói gì ở trên đây, con xin phép thực hiện đúng những gì con làm trong thời gian sắp tới. Dạ con cảm ơn. Nụ hôn đầu tiên. Thở hết nổi rồi. Xin phép hai bác cho con hôn Diệu. Ừ. Bắt đầu. Em chân. Lộ trình của anh Linh nói thì em thấy quá là tốt. Anh sẽ cầm cặp anh ấy được không? Dạ như vậy thì quá là ok anh. Ok. Thời buổi này kiếm người nhát gái khó lắm. Giờ còn có hai người thôi, anh ấy và anh. Trời ơi. Dạ em là Nguyễn Văn Huệ. Em sinh năm 1992. Là năm nay 27 tuổi. Quê em ở Hải Dương. Dạ em làm ở Nhân Trạch. Và em làm bảo trì máy móc. Đúng rồi, trai tên Huệ. Đàn ông ghê luôn á. Mời em gái giới thiệu. Dạ em xin chào chị Tường ạ. Chào anh Linh. Em là Thu Thuyền, hiện đang làm phụ trách kinh doanh tại một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê mình ở đâu thì? Dạ quê em ở Quảng Ngãi ạ. Em sinh năm 94 ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thuyền? Em là một người hòa đồng chị, dễ giao tiếp, cũng khá là tự tin. Em là một mẫu người em sống với hiện tại thôi. Có nghĩa là những gì ở quá khứ thì em sẽ cho qua. Em luôn sống theo hướng tích cực. Ừ. Còn điểm yếu của em thì hay quên đi ra ngoài rồi. Nhưng mà đi một đoạn đường xong rồi em nhớ hả? Nhớ là hình như là em có khóa cửa nhà hay chưa. Xong rồi em lại vòng lại. Nhưng mà em nhiều lúc em hay bị hay quên như vậy. Có một cái điểm yếu nữa. Em thường hay thức khuya. Em hay đọc tin tức khoảng tầm hơn 12 giờ đêm em bắt đầu ngủ. 6 giờ là em dậy bắt đầu công việc và đi làm. Mà mai mốt cố gắng ngủ sớm xíu cho đẹp da, giữ sắc, dạ. Sắc đẹp. Chứ phụ dạ. Nữ sau này lớn chút xíu nữa nó mau xuống lắm. Mình phải ngủ cho sớm. Dạ. Nha. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì, Huệ? Ưu điểm của em là em có thể làm được các công việc trong gia đình. Nấu ăn, rửa bát, giặt đồ gì á. Và điểm yếu của em là ít nói và... nhút nhát đúng không? Hơi nhát gái. Nhát gái chứ không có nhút nhát. Em nói chuyện có vẻ hơi chậm. Công việc em làm có chậm không? Dạ cũng tùy công việc, có việc thì chậm, có việc thì nhanh chị. Sao nói nó cứ rề chậm chậm nhỉ? Em sao? Nói chung cái gì em cũng chậm hết đó. Về cho nó khỏe đi. Dạ. Tình trường thì sao? Chính thức là em chưa có quen ai hết á. Và chưa một lần hẹn hò. Lý do tại sao ế dữ vậy, ế lâu vậy? Dạ tại em chờ hoài mà không thấy bạn gái nào rủ em đi chơi. Em chậm quá, em phải thấy, em phải tấn công, em rủ người ta. Em phải rủ người ta chứ sao ta rủ em được. Ngồi chờ chết rồi. Hồi đó giờ có rủ ai chưa? Dạ chưa. Đó thấy chưa. Em có thấy rung động với một ai chưa? Dạ cũng có mà sợ bạn, là sợ bạn có người yêu rồi. Bên đây tình trường sao cưng? Em thì đã trải qua hai mối tình.
tình gần đây nhất thì em quen hơn một năm. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì em có những điểm không hợp nhau về tính cách, về ngoại hình và cả về những suy nghĩ định hướng về tương lai. Và em nhờ chị hỏi bạn bên cạnh một tí, định hướng về tương lai sau này của bạn ấy á, là mình sẽ lập nghiệp tại đây hay là bạn về quê? Tại vì em nghe quê bạn ấy ở Hải Dương. Đúng rồi. Chị? Dạ. Rồi em trả lời dạ, câu hỏi của bạn gái ha. Bây giờ công việc của em là cứ đi làm, và nếu như bạn gái á mà sao nói đi. Ủa sao Nhi đang nói im luôn vậy? Nếu như mà hai người cảm thấy hợp nhau và yêu nhau thì nếu như bạn gái thích về làm nhân trạch cùng với em thì cũng được. Hoặc là em đi làm gần chỗ bạn cũng được. Có nghĩa là em lên, thí dụ em lên thành phố Hồ Chí Minh cũng được đúng không? Dạ. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Đầu tiên là phải cao hơn em trước. Cao rồi, anh này cao lắm. Dạ, tác phong chỉnh chu trước. Cái nhìn đầu tiên của em rất là quan trọng. Tác phong, anh này gì cũng được, đẹp trai luôn, có cái gì cũng chậm thôi. Em thích một thích người phải có định hướng về tương lai. Có điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Nói dối, cho dù em có quen và yêu anh ấy cỡ nào đi nữa thì khi nào em đã phát hiện là anh ấy đã lừa dối em ngay từ lúc ban đầu là em sẽ quyết định chia tay. Rồi, em cũng lắng nghe rồi ha, ngồi thẳng lên, ngồi thẳng lên cho nó oai phong lịch lãm về cái định hướng cho cuộc sống trong tương lai. Định hướng mình sẽ làm một cái công việc nào đó ổn định và sẽ phát triển cái tay nghề của mình lên. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Hiền lành, thật thà, dễ thương. Ngoại hình thì bạn ấy trông cao cao một chút được mà không cần cao quá. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích bạn gái trang điểm quá lè lẹt. Ok, thì chị thấy mọi thứ ok, ngoại hình là được hết rồi đó. Phải vì bên đàn gái hấp hồn đàn trai làm quá, ta ít có va chạm cuộc sống đúng không? Em cứ cười, mọi thứ để anh lo. Rồi. Em chào anh gái. Dạ, chào anh ạ. Người ta cần cái điều thế này nè. Trung thủy, thật thà, hiền hậu, tất cả đều có ở anh này hết. Để chọn một người chồng, anh nghĩ rằng chọn anh này là tốt. Bởi vì á, nếu người vợ mà năng động, người vợ mà nhanh nhạy á, thì em đã có rồi. Nãy giờ anh đoán em là cô gái rất là bản lĩnh. Nếu như mà có một sự hỗ trợ của em nữa thì anh nghĩ anh này sẽ rất là ok. Em thấy anh nói vậy được không? Theo cái lộ trình của anh Linh nói thì em thấy quá là tốt. Anh sẽ kèm cặp anh ấy được không? Dạ, như vậy thì quá là ok anh. Ok. Thời buổi này kiếm người nhát gái khó lắm. Giờ còn có hai người thôi, anh ấy và anh. Trời ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của người thân nha. Coi như hôm nay là người thân của các bạn được có không? Ý kiến được. Như thế nào? Dạ. Em đi với ai? Ngày hôm nay thì em đến với lại những người bạn của em và em gái ạ. Dạ con xin chào cô Linh và lộn. Cô chào con. Cô Tường và chú Linh ạ. Rồi. Con tên là Hảo, là em gái của chị Thuyền. Con rất mong muốn là chị có một cái anh nào đó yêu thương chị. Còn anh này á thì anh nói chuyện cũng lịch sự, dễ thương mà anh chậm quá à. Dạ, từ nãy giờ anh nghe là chị hai em chia sẻ đó, là anh cảm giác như thế nào ạ? Dạ em hỏi anh á. Anh nghe mà, anh đang suy nghĩ chút. Thấy chị của em trước tiên là cái giọng cũng dễ thương. Anh rất là thích con gái mà giọng dễ thương. Dễ thương vậy chắc thì cái tính cũng hiền lành. Chắc dạ. Nếu anh trả lời phụ được không? Dạ mời em mời anh. Trời ơi. Linh. Em mời anh Linh. Trời ơi, mời luôn hả? Ví dụ mà nếu hợp mà anh muốn muốn tiến tới với chị em á, là em nghĩ là anh nên nhanh nhanh, với lại cái gì cũng nhanh nhanh hơn một xíu với chị, em không thích chậm. Dạ. Về chị em với em sẽ hỗ trợ anh. Dạ em cũng thuộc dạng là cũng năng động, cũng nói chuyện nhiều cái vậy. Em cứ nói nhiều, từ từ anh sẽ nói nhiều thôi. Dạ con cảm ơn. Rồi cảm ơn em. Hôm nay mình đi với ai cưng? Em đi với mẹ, em gái và cậu với mợ. Dạ. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được kính chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Tôi xin chào ông Mai bà Mối, đó là chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Yeah. Chào toàn thể quý khách, quý khán giả có mặt trong trường quay ạ. Yeah. Chào hai cô. Tôi là mẹ của cháu Huệ. Theo như tôi nhận xét thì cháu gái bên này rất là dễ thương. Tôi nhìn là hợp rồi đấy. Mẹ cũng mong cho hai con ý, cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau rồi tiến tới xa hơn. Mà tới được hôn nhân thì càng tốt. Thấy chưa? Tôi mong cho con gái này sẽ về nhà bác chơi cho biết nhà biết cửa đó. Trước lạ sau quen. Bác xin hết, xin cảm ơn các con. Trời ơi, mẹ ấy. Dễ thương quá. Mẹ như thế. Sao mẹ như thế chậm quá vậy? Bây giờ nghe em nè.
Em nói thử coi sao. Dạ, chị ơi, anh em tuy hơi chậm á, nhưng mà anh em là một người rất là tình cảm và biết quan tâm mọi người. Thì em hy vọng á, là chị có thể nhận ra được cái điểm này mà những cái bạn gái khác hoặc những cô gái khác mà có từng gặp anh em á thì không có phát hiện ra. Cảm ơn gia đình, quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ sẽ kéo rèm lên cho hai bạn. Khoan chị, em muốn hỏi sao? Một hỏi câu gì? Nữa. Em muốn biết là anh thích một mẫu người bạn gái như thế nào? Có nghĩa là tóc dài hay tóc ngắn? Về ngoại hình á. Anh thì anh thích bạn gái tóc đen và dài. Có thể để cái mái ngố bằng 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 rất là dễ thương. Tóc bên kia hồi đó có đen. Nhìn đi sẽ có cảm hứng. Mở rao. Có gì mà bí là mắc ra liền nha. Có gì anh nhào vô liền luôn. Anh luôn luôn bên cạnh em, yên tâm. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Bên kia một cô gái rất là năng động. Đó. Hôm nay đến với chương trình thì anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Con gấu nữa em. Chúc em luôn vui vẻ nhé. Dạ, cảm ơn ghê ha. Hai đứa đứng so kế bên nhau. Nắm tay nhau cái đi em để truyền một cái chút. Hợp không quý vị, hợp không? Quá hợp. Thôi, này đẻ con chắc cao lắm ta. Mà thường mấy người cao đẻ con lùn lắm. Cái gì vậy trời ạ? Cái nhìn đầu tiên về em á, anh có cảm nhận gì về em à? Thì anh thấy em rất là dễ thương. Tóc tai sao? Xinh đẹp, xinh đẹp. Dạ, xinh, bây giờ xinh đẹp. Em thì tóc màu vàng. Ví dụ như hình mẫu lúc nãy của anh thì tóc đen. Và khi anh gặp em thì anh có thay đổi cái hình tượng của anh lúc ban đầu hay không? Có. Thật sự là bây giờ em cũng khá là run. Em muốn mời anh chơi cùng em một trò chơi được hay không? Được. Trò chơi này đơn giản lắm. Mình thoải mái đi, anh tự tin lên. Em hiền lắm, em không có gì mà... Anh lấy anh rất là tự tin. Chỉ có điều hơi chậm một chút. Trò chơi em đưa ra là em muốn thử cái tài phán đoán về trí nhớ của anh thôi. Trong vòng mà một phút, anh đọc tên. Ví dụ như là 10 con vật bắt đầu bằng chữ C hoặc là chữ CH. Nếu như mà anh trả lời trong vòng một phút được 10 con tên con vật như vậy như em yêu cầu ra, thì anh có thể đưa ra một yêu cầu cho em, có nghĩa là một hình phạt dành cho em. Còn nếu như trong trường hợp anh đưa ra không đúng hoặc là không đầy đủ, thì em sẽ là người đưa ra hình phạt cho anh. Tại vì giờ em run, em khá là run khi gặp anh. Một phút nói 10 con hả? Dạ đúng rồi. Rồi anh chấp nhận. Rồi chơi. Ráng lên, cố lên nào. 10 con vật bắt đầu bằng chữ C hoặc chữ chờ. Một phút bắt đầu. Rồi anh kể đi. Con chó. Con cún. Con tròn. Con chim. Con chuột. Con cá. Con cua. Con cò. Con công. Con cào cào. Thôi đủ rồi, 10 con rồi. Hay quá, không có trùng gì hết trơn. Chậm mà chắc thiệt, được. Sợ rồi, nó nói phạt cái con khác mà mệt. Phạt bạn gái liền cho chị, phạt cái gì? Mới nhận được quyền trợ giúp của người thân là muốn nè. Em không muốn anh nhận quyền trợ giúp của người thân. Tại vì mẫu người bạn trai em thích á, là một mẫu người đàn ông trưởng thành. Tự quyết định. Em chắc chứ. Thì anh cứ thì anh cứ đưa ra một hình phạt nào em cảm thấy ok thì em sẽ đồng ý. Rồi thì anh sẽ phạt em là hát một bài mà có chữ bắt đầu bằng chữ T. Sau đây em xin hát một đoạn ngắn thì bắt đầu bằng chữ T. Tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê. Tìm một người đến nỗi rơi lệ. Dạ em xin hát ạ. Anh thì đang ở Đồng Nai, em làm việc tại quận 1. Nếu như mình có cơ hội bấm nút và tìm hiểu nhau thì thời hẹn hò cái thời gian của mình sẽ như thế nào ạ? Công việc của anh thì một tháng được nghỉ 4 ngày chủ nhật. Vậy là một tháng mình chỉ gặp nhau 4 lần thôi đúng không ạ? Anh đang nói ngày chủ nhật em. À rồi anh nói tiếp đi ạ. Tức là anh có thể gặp em được 2 ngày trọn vẹn. Và có thể nhiều hơn nữa là những buổi tối mà anh rảnh á, thì anh có thể lên thăm em vào những buổi tối. Nếu như em bấm nút và em muốn anh chuyển công việc lên Sài Gòn ở thì anh sẽ suy nghĩ như thế nào? Thì nếu như cái đó thì phải cần có thời gian em. Quen nhau một thời gian và tình cảm lớn dần thì anh sẽ chuyển lên.
Anh có câu hỏi gì dành cho em không? Em có thích đi du lịch không? Đó là một sở thích của em. Nói chung là em rất là thích đi du lịch cùng với gia đình của em. Em có thích muốn đi du lịch mà mình xa xa chút không? Xa xa là trong nước hay ngoài nước à? Trong nước thôi. Trong nước thì em cũng đi được khá là nhiều rồi. Thì nếu như mà mình có cơ hội tìm hiểu thì em cũng, nói chung là sau này thì em cũng muốn là anh cùng với gia đình của em du lịch cùng với gia đình của em. Anh muốn mời em du lịch đến một nơi rất là ấm áp và rộn rã tiếng cười. Và em muốn mời cả gia đình của em luôn dịp Tết này đến du lịch tại nhà của anh. Thì em có đồng ý không? Em... cho em thời gian suy nghĩ. Tại vì nếu như mình quyết định bấm nút hẹn hò với nhau thì đó là điều đương nhiên rồi. Tại vì mình tìm hiểu và gia đình hai bên cũng phải tìm hiểu nhau nữa. Dạ. Trên con đường mà đi đến tình yêu á thì có thể sẽ trải đầy hoa hồng. Nhưng mà hoa hồng nào thì chẳng có gai, mà tình yêu nào chẳng có chông gai trở ngại. Thì anh hy vọng là chúng ta nếu mà yêu nhau thì sẽ hiểu nhau, quan tâm nhau, đôi chân cùng đi, con tim hòa chung một nhịp đập, mắt cùng nhìn về một hướng để đạp nát hết những bông gai đó. Và chỉ còn lại trên con đường tình yêu là những đóa hoa hồng thơm ngát hương thơm. Chậm nhưng rất chắc nha em. Rồi, bây giờ hát một câu gì đó tặng bạn gái đi nào. Hát lớn lên, bắt đầu. Con tàu Việt Nam, con tàu Việt Nam đi khắp bốn mùa xuân, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Đã thương nhau, anh chờ em tới, là thương nhau. Mấy sông anh cũng lội, là yêu nhau. Mây núi anh cũng trèo. Ai rồi, mạnh mẽ vậy. Quá đó, quá xuất sắc. Cái đó, mới đầu thì tới đó. Rồi, chuẩn bị. Thật sự nếu chúng ta có rung động, chúng ta thấy hợp, chúng ta thấy có thể tiến xa hơn nữa, có thể yêu nhau, thì chúng ta hãy bấm nút. Nào, rồi, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời bạn. Nãy giờ mình chê chàng trai chậm, mà sao tới cái lúc bấm nút thì em lại chậm? Lúc đó em cũng hơi lưỡng lự một tí. Lưỡng lự điều gì? Bạn ấy chỉ hợp với em trên 50% thôi. Cá tính một tí nữa, năng động phải hơn. Năng động một tí nữa. Nhưng mà anh này thì hơi chậm, nhưng mà em muốn cho mình một cơ hội và cho anh ấy một cơ hội. Thôi, cố gắng lên nha. Có cái này mất kia, không ai hoàn thiện hết. Nắm tay. Rồi. Không lẽ tôi chỉ nữa, nhào vô. Trời ơi, làm gì cũng gồng gồng vậy. Em nhìn anh thấy thế nào? Dạ, thấy anh cũng chỉnh chạc mà cũng rất là ok. Biết nói sao. Anh cũng nhìn em, anh cũng thấy cảm tình và cũng ok luôn. Dạ. Ừ. Hiện nay em đang ở đâu anh? Anh bây giờ ở 94/4 Võ Oanh, phường 25 Bình Thạnh. À, Bình Thạnh. Ừ. Dạ. Thế thì anh có căn nhà đấy ở thì anh thôi, cái này nói riêng sao không nên nói với chương trình. Yeah. Nói chung là có một căn nhà riêng. Yeah. Và cái tầng trệt thì mình cho thuê, thế còn anh ở tầng trên. Yeah. Ừ. Thế là có cái thu nhập có thu nhập. Yeah. lương hưu từ 7.3 triệu, còn cộng cái kia nữa. Nói chung thế là lương hưu của anh là cao hơn tôi đấy. Bên đây là lương hưu bên ngành y tế lương hưu thấp hơn. Ừ. Nhưng mà cũng có cái thu nhập khoản khác phụ thêm. Thế nên là cuộc sống về mặt kinh tế thì cũng tạm ổn, không phải lo gì về mà lại là có cái bảo hiểm y tế, cái xã hội nọ kia rồi mình nói chung là cũng ổn. Nếu phải là cũng muốn được là cái tìm được người bạn mà người chi kỳ về tuổi già, cho nhau chén thuốc chén cháo, lúc hủ hỉ tâm sự với nhau, lúc đi chơi du lịch ở đây thì cũng thích đi du lịch. Thế anh có thích du lịch không? Vâng, có thích du lịch. Cố nhân người ta có nói câu là về lúc già đấy, yeah, đừng nên sống đủ tuổi một mình. Yeah. Người ta cười cho. Yeah. Và nên có một người vợ tri kỷ. Yeah. Sống để cho cuộc đời nó vui vẻ. Quyền Linh xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn gái ở bên kia, xin chào tất cả khán giả. Chương trình thì rất là chu đáo, do đó tôi cũng soạn cái chương trình của tôi một tí cho nó ngắn gọn cho nó. Dạ. Tôi xin đọc tất cả các cái thông tin của bên tôi trước. Dạ, dạ, dạ. Thứ nhất, tôi tên là Trần Văn Niềm.
giấy khai sinh thì là sinh năm 1954, nhưng mà thật sự là sinh năm 1955, tức là tuổi Mùi, mạng Kim, quê quán Thái Bình. Và tôi là giảng viên đại học của trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở đường D2 này. Cái ưu điểm của tôi là tự lực cánh sinh từ bé, vì nhà chỉ có 4 anh em trai, tôi là thứ ba. Và cái ưu điểm thứ hai là thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Cái thứ ba là vui vẻ hòa đồng. Cái thứ tư là có lòng tôn trọng, tự trọng trong cái tình bạn cũng như trong tình yêu. Cái đặc điểm thứ năm là tôi yêu thích môn bóng bàn và cái dòng nhạc cụ dân tộc. Thế còn về nhược điểm thì tôi bị hơi bị ít nói, và trong các quan hệ cuộc sống thì nhiều khi nó lại là một cái tác động tiêu cực. Ví dụ như trong quan hệ vợ chồng ấy, thì đã có người đánh giá tôi là vì ít nói nên anh ta liệt vào là ông là nhu nhược, không biết dạy vợ. Đấy. Thế còn về hôn nhân của tôi thì khi năm 30 tuổi tôi lấy vợ và 9 năm sống ở Hải Phòng ấy, thì các cái mâu thuẫn của hai vợ chồng hầu như là ít, nhưng mà tôi cũng không để ý đến nó. Nhưng khi vào Sài Gòn được 3 năm và sau khi xây được căn nhà thì hai vợ chồng cãi lộn và vợ tôi đã viết đơn ly dị 2 lần, nhưng tôi không ký. Vì lúc đó cháu trai lớn là 11 tuổi, cháu trai thứ hai là 7 tuổi. Thì lúc này cô ấy là kế toán trưởng và là trưởng phòng tài vụ của trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái đó tôi là giảng viên bình thường thôi. Thế sau đó thì các cái mâu thuẫn nó ngày càng nhiều và tôi cố sống nhẫn nhục chịu đựng để cho gia đình êm ấm. Và đến lúc về hưu thì tôi không chịu được nữa, tôi viết đơn ly dị. Trước đó thì cô viết đơn ly dị tôi lúc khi ở Hải Phòng vào đây mới được 3 năm, còn lúc về hưu thì tôi đơn ly dị. Và giờ đây thì tôi muốn tìm một người bạn gái có, ngoài cái sự chung thủy ra thì trong cuộc sống phải có sự tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và biết chia sẻ, sống vì nhau để có cho cuộc sống vui vẻ hơn cái giai đoạn này. Chú chồng xin, chú chồng xin văn bản luôn ạ. Dạ, dạ cảm ơn chú. Đây là văn bản của chú, con sẽ giữ để con làm y chang vậy chú ha. Dạ, rồi. Chú viết thành văn bản luôn hả? Có văn bản luôn, tôi gửi cho nhà gái để nhà gái có thể thực hiện theo văn bản của chú. Dạ, rồi. Dạ, chào chị. À, dạ, đây văn bản của nhà trai gửi nhà gái ạ. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi. Văn bản đó mình giữ nha. Dạ. Rồi nếu cuối cùng nếu được thì mình cùng ký vô văn bản giùm cái. Dạ. Có gì không đúng đem ra nói chị. Dạ. 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 Tặng cô Ngọc Lan cây sáo. À, dạ. Dạ. Tặng anh dạ. Cây sáo. Dạ, cảm ơn. Cây nhà lá vườn. À, dạ, mình tự làm luôn hả? Vâng, tự làm và tự hay quá học, ta. Học môn. Trời, tiếc quá con không biết thổi sáo. Hả? Trời ơi. Đây hả? Đúng rồi. Biết không? Được không? Ủa đúng đầu không vậy? Hả? Thử coi. Anh bịt kín lỗ vào, ba lỗ này bịt kín ba lỗ. Dạ. Lỗ này là lỗ định âm. À yeah. Vâng. Lỗ này đó hả? Lỗ này định âm còn dạ. 6 lỗ này là 6 ngón. Thấy lỗ nào cũng như lỗ đó. Nó chỉ khác nhau khoảng cách thì nó sẽ tạo ra âm. Ví dụ như bịt kín là do, yeah. Re, mi, yeah. Fa, son, la, si. Dạ. Vâng. Rồi từ từ em sẽ tìm hiểu từng cháu lỗ. Cháu sẽ về tự học ở trên mạng. Nói chung là thôi, về nghiên cứu các lỗ ha. Rồi từ từ mình sẽ tìm cách mình thổi từng lỗ nó cũng kêu thôi. Đề nghị biên tập giữ nguyên cái khúc này không được cắt. Ủa? Đúng mà. Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Nha. Gửi bà mối giữ kỷ niệm cho. Dạ, cảm ơn nhà trai, thôi cảm ơn chú. Thôi về nghiên cứu nha. Dạ. Không có gì. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ. Xin chào hai MC Kiều Linh và Ngọc Lan và chào bạn anh trai bên kia hàng rào. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi tên đầy đủ là Phan Thị Thuận, sinh năm 1959. Hiện nay đang ở tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là tôi từng làm một bệnh viện ở tại quận Tân Bình 33 năm. Và tôi cũng đang nghỉ hưu, đang hiện nay đang hưởng chế độ hưu trí của quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh luôn.
Và về hưu thì tôi là nội trợ, hiện nay không có làm hưởng chế độ hưu và có những cái việc phụ khác thôi. Dạ. Cô hơi rung. Dạ, rung. Cô rung lắm, cô nói chuyện giọng rất là rung. Ở Ngọc Lan ở đây rồi, cô đừng rung nha. Không có gì, thoải mái lên. Dạ. Ở đây có nhiều người ủng hộ mình lắm ha. Dạ. Bây giờ mình gia đình mình có mấy người con rồi? Dạ, tôi lập gia đình được từ năm 86. Dạ. Nhưng mà thật sự hai vợ chồng không có hợp nhau, cho nên là cái sự gần gũi không có nhiều, cho nên là bản thân tôi cũng chưa có con. Không có luôn. Dạ. Trời ơi. Dạ. Nhưng mà cô và chú ly hôn với nhau khi nào ạ? Ly hôn năm 2023, à 03. Dạ. Tức là 2003 đấy. Vậy tức là 20 năm rồi đó. Dạ, dạ. Tưởng 23 là hơi mệt á. Dạ. Năm sau mới tới 23. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ chắc là thôi chuyện cũ mình cũng bỏ qua. Dạ. Ha. Dạ. Nó cũng trở thành những cái ký ức rồi. Dạ. Mình cũng chưa có một đứa con nào cả. Mà mình hôm nay cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Mình chắc mình cần một cái người bạn tri kỷ hả? Dạ. Gì hả? Dạ. Một người bạn tri kỷ như thế nào ạ? À? Dạ, cái thứ nhất á, thì bản thân tôi thì là người sống rất trung thủy, giàu tình cảm và biết chan hòa, biết chia sẻ, thì bạn và cũng mong muốn là tìm được người bạn trai ở đây là cũng là trung thủy là cái đầu tiên, vì ông chồng trước tôi cũng không trung thủy nên là trừ với đó cho nên hai vợ chồng bị tan vỡ, cho nên là cái đầu tiên là trung thủy, thứ hai là biết chia sẻ, thấu hiểu và không gia trưởng, không thuốc lá, không rượu bia. Mình có thuốc lá rượu bia gì không? Không có thuốc lá nhưng bỏ mười mấy 20 năm nay rồi. Giờ hút cũng không tốt đâu. Vâng, không tốt thế nào. Rồi mình có gia trưởng không? Không gia trưởng. Dạ. Không rượu bia, không thuốc lá, không gì hết. Mình có trung thủy không? Có trung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không trung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Rồi. Dạ. Tuổi này thì mình muốn tìm một người tri kỷ, dạ, tâm sự với nhau, dạ, nương tựa vào nhau lúc trái gió trở trời. Dạ. Thật ra tuổi này nói chuyện yêu đương thì nó hơi gọi là quá, nhưng mà thật ra là mình cần một cái tình. Đúng rồi, đúng, dạ, đúng không nhà gái? Dạ. Mình cần một cái tình, cái nghĩa để cùng gọi là nắm tay nhau, tuổi già nhau, về, dạ, chăm sóc tuổi già lẫn nhau. Dạ. Hả? Dạ. Thôi bây giờ mình nói về tiêu chí. Ừ. Tiêu chí nói rồi. Ừ. Mình hỏi tiêu chí bên kia, bên kia tiêu chí nói rồi. Thật ra tiêu là chí có nhà gái coi thử coi có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhà trai. Nhà trai cẩn thận lắm, dạ, làm nguyên cái văn bản luôn ạ. À. Nói chung thì cơ bản thì cũng đáp ứng được trên 50%. À, trên 50%. Nhưng mà nhà trai muốn hỏi nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm gì không ạ? Dạ, ưu điểm thì là người sống tình cảm, nhanh nhẹn, hoạt bát và xử lý mọi tình huống trong gia đình, thì là nói chung là người đùm bọc chia sẻ với tất cả các chị em trong gia đình. Cái khuyết điểm thì nói chung là cũng hơi nóng tính, hơi nóng tính và cũng không được khéo léo lắm trong vấn đề cư xử, nói lời ăn tiếng nói đó, cái cách nói của mình đó, dạ, không được khéo léo lắm thôi. Dạ. Thật ra thì cũng rất là hay, tại vì con rất là ít nghe một người mà tự nhận xét về bản thân mình là không khéo léo lắm trong lời ăn tiếng nói. Yeah. Nhưng mà cô lại tự nhận xét về mình như vậy là chứng tỏ là cô rất là hay đó, hơi khéo léo, hơi khéo đó. Mình biết nhận ra cái lỗi của mình là người không bao giờ để xảy ra lỗi đó. Đúng rồi, dạ. Yeah. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Sao? Tức là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Yeah. Nên là cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố, bằng khen của và mấy năm liền chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Rồi, hay quá. Quá khéo léo luôn. Dạ. Khéo léo lắm luôn á. Còn mình có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho nhà gái mình nghe bên kia cái đi. Cái điểm thì bạn nãy tôi nói rồi nhưng mà nhắc lại. Rồi, mình có cái tật xấu gì không? Tật xấu tức là xấu nhất tức là ít nói đấy, ít nói quá. Ít nói quá. Vâng. Bây giờ con cái ở với ai vậy? Con cái ly hôn, trước khi ly hôn thì chia tài sản xong xuôi hết rồi. Con trai thứ hai nó ở riêng, vợ với thằng con cháu nó 5 tuổi. Nhưng còn thằng lớn thì ở với mẹ nó, còn tôi ở riêng. À, chú ở riêng một mình tài sản chia riêng hết một mình một nhà luôn. Chia là chia nhà cắt làm đôi
không, ví dụ như là hai cái nhà thì mẹ à, có hai cái nhà, ví dụ thế thì mỗi người cái, vâng, người cái và dần ở nhà riêng rồi đúng không? Vâng, nhà riêng có con cái ở chung không? Không, không, một mình tôi hết, một mình tự thôi nấu hả? Ăn nướng đi chợ hết. Trời con chú lớn chưa? Thằng sinh năm 84, một lớn rồi, một sinh năm 89, lớn hết rồi, lấy lập vợ, gia đình hết rồi hả chú? Không có chờ con được đâu, con tưởng chưa lập gia đình. Không được kiếm thêm, con tính kiếm thêm, không có chờ con được đâu Lan ơi. Con đừng có kiếm thêm ở đây ha. Dạ thì thôi, mình đang làm mai, mình không có vô kiếm thêm ở đây thì thôi. Yeah. Tại vì thực sự ra với cô chú thì con rất là, con là cái người không có kinh nghiệm nhiều trong cái này, nên là ngày hôm nay có lẽ là vai trò của con sẽ là ngồi lắng nghe nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Thật ra nhà trai nhà gái cũng lớn tuổi rồi, có thể tự quyết định cho mình một điều tri kỷ nào đó. Mình chỉ là đứng mình nghe, thôi. Nghe thôi, mình góp ý. Thật ra đường đời mình không bằng nhà trai nhà gái không đâu, dám góp ý. Không có dám góp ý. Nhà gái hiện nay mình ở với ai à? Nhà ở một mình ạ. Một mình. Nhà riêng mình luôn hả? Dạ. Vậy thì hai người chắc phải cho thuê căn nhà, mình lấy tiền đó mình sống thôi, mình sống đi chơi đi du lịch ở hai cái nhà nó dư. Hai người ở một cái thôi. Theo Linh là vậy ha. Hôm nay nhà gái mình đi với ai ạ? Dạ đi có đứa em gái với đứa cháu gái ngồi đấy ạ. Rồi mời đại diện nhà gái ơi, nói chút xíu thôi. Trước tiên cho con xin chào chú Huyền Linh với chị Ngọc Lan. Chào chú với chào tất cả khán giả trường quay. Con thấy chú ở đây cũng khá ok á. Hợp với cô lắm luôn á. Cô con thì rất là dễ thương, rất là nhanh nhẹn. Chỉ có một cái là cô hơi nóng tính chút xíu thôi. Chủ tịch công đoàn là phải quyết đoán chứ không phải là nóng tính đâu. Thật ra những người này là phải bản lĩnh lắm mới làm cái vị trí đó. Dạ. Có gì về chú thuyết phục cho cô chút xíu. Nhưng mà cô rất là dễ thương. Dễ thương đúng rồi. Dạ. Tụi con xin hết. Cảm ơn. Cháu cũng dâm thôi. Cháu chỉ nói như đó thôi, không dám nhiều đâu, nhiều nhiều khi sợ chú la. Rồi chú ơi, mình đi với ai vậy chú? Chú hôm nay không muốn thông báo với ai cả. Chú muốn thành công xong về thì bắt đầu mới thông báo. Dạ đúng rồi, thành công về mình làm một tiệc hoành tráng luôn. Vâng đúng, vâng. Coi như là một ngày để kết nối hai tâm hồn lại với nhau. Lúc đó mình mới giới thiệu với con cái với anh em bạn bè. Nhớ Kiều Linh với Ngọc Lan làm MC nha. Rồi thôi mình mở rào. Dạ, đi. Dạ mở rào. Nhà trai nhà gái này đặc biệt lắm, mở rào. Mời chú ạ. Chào anh. Anh nhà tặng em bó hoa. Dạ. Thể hiện tình yêu. Dạ. Em chào bó chút quà ạ. Em cũng có chút quà tặng anh. Ở đây là một cái chai dầu nóng gia truyền mà để bảo vệ sức khỏe xương khớp. Dạ. Em có tuổi. Dạ. Thế xin lỗi em nói rằng bác là em tỉnh nào? Dạ, đúng ra thì gốc em là miền Trung, là ở Quảng Trị. Nhưng mà vì bố mẹ là đi cách mạng tập kết ra Bắc, sinh ở ngoài Bắc. Rồi sống cũng nhiều tỉnh, bố mẹ đi công tác ở nơi nào thì con đi theo đó. Cho nên các tỉnh miền Bắc, miền Nam là cũng đi hết. Dạ, về công tác ở quận Tân Bình từ năm được 33 năm về nghỉ hưu đến nay rồi. Nói chung là bây giờ cũng có cuộc sống bình ổn. Bây giờ trước khi mình giao lưu kết nối đó, mình làm tiết mục văn nghệ lấy cái gọi là đó, đây, đây, dạ. Cầm cái này không hỏi được hả? Không thôi được, cái này tôi quen rồi. Cái này tông đô, cái này tông đô, cái này tông rê. Cái tặng là không thổi được. Không phải. Thôi luôn. Nó chơi rồi chứ. Cái này tông đô. Dạ. Bởi vì cái áo khoét cho mình. À cái này tông đô. Tông cái này tông rê nó cao hơn rồi. Cái này tông đơ. Vâng. Tông đô. Cô ngồi hồi hộp lắm nhưng mà hồi, cố gắng. Đúng rồi. Tiết mục văn nghệ của nhà trai bắt đầu. Tôi xin thổi một đoạn bài Lý Hoài Nam của tác giả Nguyễn Văn Thương.
hình như là do bác Đinh Thìn, bác ấy phổ nhạc. Dạ. Vâng. hụt hơi xin lỗi. Nói chung là dậy thì 4 giờ sáng nên bây giờ nó nhịp hơi... tim nó thay đổi liên tục, thành ra hơi nó cũng thay đổi. Và nhịp tim thay đổi đúng không? Anh quên lên sao chú? Dạ. Bây giờ có lẽ rằng quan trọng là bữa nào thay đổi thổi cái khác hả chú hả? Không. Đây là cái đô mà cái này rê. À. Chú đổi cái rê rồi được. Thôi. Dạ. Nói chung là làm dậy từ lúc 4 giờ sáng mà cái tuổi này thì là như theo anh Quyền Linh là nhịp tim nó tim loạn lên rồi, thay đổi rồi. Dạ, gặp đối tượng của mà cái này do cái môn nghệ thuật này thì nó phụ thuộc vào sức khỏe và cái hứng thú của mình. Dạ, đúng rồi. Thì nó mới biểu diễn được. Bây giờ mình hát tặng nhà gái được không? Câu đúng rồi, tôi cố gắng hát một đoạn. Ủa, có luôn văn bản. Có luôn. Có văn bản. Nhà giáo mà làm cái gì là cũng phải có văn bản rõ ràng. Không, bởi vì thường thường lên những cái chỗ đông người như này là nó cái trí nhớ nó bị giảm đi. Thì mình phải ví dụ như là trước tôi đám cưới con trai là cũng phải viết văn bản đọc. Không cẩn thận á. Vâng. Là cẩn thận thôi. Rồi. Khi em nói yêu anh vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi, cảm ơn chương trình. Không cất lên được. Con có thể đứng lên đáp một bài nào đó với chú. Thật lòng mà nói, bản thân tôi thì rất là yêu văn nghệ, yêu thể thao nhưng mà lại không có năng khiếu về hát. Cho nên là không biết là như thế nào được, xin khất được không ạ? Múa được không? Dạ, không ạ, thì càng không biết ạ. Yêu ngủ được không? Dạ, không ạ. Chắc là thích thưởng thức, là đi cũng yêu bóng đá, yêu thể thao. Rất là hâm mộ đấy, của Phan Đông Đá. Nhưng mà thật sự lại không hát được hay, không hát được nhiều. Cho nên... Vậy mình về chờ ngồi mình giao lưu một tí. Dạ, ha. Dạ. Nhà trai ngồi xuống đây. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi tâm sự nha. Không gian này là của chú đó. Xin lỗi, em nhìn anh thấy thế nào? Dạ, thấy anh cũng chững chạc mà cũng rất là ok. Biết nói sao. Anh cũng nhìn em, anh cũng thấy cảm tình và cũng ok luôn. Hiện nay anh đang ở đâu anh? Anh bây giờ ở 94/4 Võ Oanh, phường 25, Bình Thạnh. À, Bình Thạnh. Ừ. Thế thì anh có căn nhà đấy ở thì anh... Thôi cái này nói riêng sau, không nên nói với chương trình. Nói chung là có một căn nhà riêng. Và cái tầng trệt thì mình cho thuê, thế còn anh ở tầng trên. Đấy là có cái thu nhập lương hưu thì 7.3 triệu, cộng với cái kia nữa. Nói chung thế là lương hưu của anh là cao hơn tôi đấy. Bên đây là lương hưu, bên ngành y tế lương hưu thấp hơn. Nhưng mà cũng có cái thu nhập khoản khác phụ thêm. Bên đây là cuộc sống về mặt kinh tế thì cũng tạm ổn, không phải lo gì về mà lại là có cái bảo hiểm y tế với xã hội nào kia thì mình nói chung là cũng ổn. Hiểu cái là cũng muốn là cái tìm được người bạn mà người chi kỷ về tuổi già, cho nhau chén thuốc chén cháo, lúc hủ hỉ tâm sự với nhau, lúc đi chơi du lịch đó đây thì tôi cũng thích đi du lịch. Thế anh có thích du lịch không anh? Vâng, có thích du lịch. À. Cố nhân người ta có nói câu là về lúc già đấy, đừng nên sống lủ thủ một mình. Người ta cười cho. Và nên có một người vợ tri kỷ, sống để cho cuộc đời nó vui vẻ hơn. Đấy, thì đấy anh muốn là nó như thế. Anh muốn chúng ta sau này ta sẽ hỗ trợ nhau cho trong cuộc sống cái nửa còn lại của tình yêu này, và muốn làm lại cái cuộc đời của mình cho nó đẹp hơn trước đây. Anh có gia trưởng không anh hả?
anh không ra trường. Tôi sợ ra trường lắm. Là mình là tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trao đổi cái gì chưa hiểu thì hoặc là ai đúng ai sai thì mình phân tích cho nhau hiểu. Thì đúng rồi. Chứ không tự quyết mà tự ra trường thì thật lòng mà nói thì mỗi người đều có nhận thức, đều có cái nhận thức về cái sự việc công việc đó, nên là muốn là tôn trọng và thấu hiểu, nhất là mà ra trường thì thật sự là tôi sợ lắm, sợ bao nhiêu. Nếu mà biết lắng nghe nhau, biết chia sẻ thì cái sự ra trường nó cũng hết. Bởi vì chỉ có một khi một bên mà không hiểu đấy, xong bên này nói cũng không hiểu thì nó thành ra như là cái ra trường thật. Thế còn ví dụ mình nói là bên kia hiểu ngay vấn đề, xong hoặc là không hiểu thì mình cũng có thể giải thích sơ qua. Thì bên kia hiểu thì cũng cái sự ra trưởng nó cũng không tồn tại nữa. Thế còn nhiều khi là một bên cứ ra lệnh bắt bên kia thực hiện thì đấy nó gọi là ra trưởng. Không có bên kia không có lắng nghe, không có chia sẻ. Thì nó tạo nên cái nó gọi là sự ra trưởng. Còn anh muốn là ví dụ em vừa nói đấy là có cái gì là cùng nhau chia sẻ trong giải thích thì là nó sẽ êm đẹp hết thôi. Thế hiện nay là anh cũng đang sống Bình Thạnh cũng một mình ạ. Anh một mình, một mình đi chợ, một mình nấu cơm đủ thứ. Thật sự mà nói anh có siêng nấu ăn chứ tôi làm biếng nấu lắm. Thật sự đấy, nấu thì nấu được nhưng mà hình như nấu một lần ăn cả ngày. Chứ lát mất của mình mà nấu sáng nấu chiều nấu thì nói chung là cũng không có siêng lắm cái bộ đó. Cho nên là thôi có thể thì tất cả các thứ là mình phải đặt vấn đề là sức khỏe của mình sức là khỏe, chính, sức khỏe mình chính và phải ăn, thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch nên phải tự đi chợ, tự chọn, tự nấu thứ. Chứ không thể theo ấy được. Theo thế có hai người thì sau này mình cùng nấu chứ để động viên nhau ăn. rồi. Động viên nhau là bây giờ trao đổi về một chút xíu là tính tình của mỗi người coi có ai có cái gì đó mình nói trước đi, mình cần cái gì đó thì mình nói anh với anh cần cái người như thế nào để chia sẻ anh thôi gì đó, rồi bên kia cũng nói về cái nhu cầu của mình, yêu cầu của mình để xem hai bên có đáp ứng được hay không. Rồi mời chú nói về em nói về cái tính nóng tính thì anh không ngại cái đấy, bởi vì nóng tính thường là nó do nguyên nhân ngoại cảnh nhiều. Thế nên hoặc là cái nó gọi là cái mạng cặp mạng với nhau đấy, khi mà em cặp với một cái mạng nó khác ấy thì cái sự nóng tính nó thể hiện rất là mạnh, nhưng mà khi em gặp một cái người mà nó hợp ấy thì tự nhiên cái nóng tính nó hết đi. Đấy, ví dụ như là bà Thatcher thủ tướng của nước Anh đấy, bà ấy lên quốc hội thì bà ấy gọi là bà đầm thép, nhưng về đến nhà bà ấy bỏ dép ra cái thì lập tức người vợ hiền nói cái đó anh nói thì tôi cũng em rất là hiểu là vấn đề mà mình phải dằn lành, bây giờ nhất cái tuổi về già là mình dằn lòng rồi cũng bớt được phần nào so với trước đây. Vì đúng đoán ra thì trong cái cương vị làm mà đứng đầu của một cái tổ chức công đoàn đoàn thể đó thì ít nhất mình cũng có một cái quyết đoán đó, cũng nó có bản tính nó một phần ảnh hưởng, cho nên trong cuộc sống nó cũng có một cái ít nhiều nó cái đó, nhưng mà tôi muốn là trong cuộc sống gia đình vợ chồng thì có gì không nên không phải thì mình cùng nhau phân tích hoặc là cùng nhau nói cho nhau hiểu, em không nên làm thế này, anh không nên làm thế kia. Đúng. Để cùng nhau mình là thấy không nó là cần rút kinh nghiệm, càng thấy là không nên làm thì mình sửa luôn. Đúng để rồi. Chứ không có là mắng mỏ hay la lớn hay là nói với nhau xúc phạm mà không tôn trọng lẫn nhau thì cái điều đó là đúng em rồi. Không muốn nói cho thôi tuổi tác anh giới thiệu thì anh đã nhiều rồi, hơn tôi rồi, anh hơn em rồi, cho nên là nói cho cùng thì mình cũng là người Bắc với nhau. Thế thì quan điểm cuộc sống cũng như là văn hóa của từng vùng miền thì mình cùng hợp hơn. Thì qua đây là cũng thấy là giữa anh miền Bắc Thái Bình và tôi là mặc dù là cũng sinh ra lớn lên ngoài Bắc mà bố mẹ thì là miền Nam tập kết ra Bắc, nhưng mà bản thân thì sống ngoài Bắc cho nên là cái văn hóa vùng miền Bắc mình thấu hiểu đó. Cho nên thôi thì cũng qua đây là cũng là cái duyên anh em mình gặp nhau để trao đổi như thế, vậy thì có dịp để mình tâm sự cũng như tìm hiểu kỹ hơn nhau về mục đích của em là muốn là có một người bạn thật sự là tri kỷ, vui buồn chia sẻ,
trong cuộc sống thì lo chi kỹ, lo cho nhau về cái tuổi già, viên thuốc, viên men hay là chén cơm, chén cháo khi bệnh, khi đau. Và ngoài ra thì kinh tế của thì mình không hề khó khăn. Nói đúng ra là không hề khó khăn, quá đủ và có thể đi du lịch. Đó, đây không ngại. Đó là thế. Và gia đình thì tất cả anh chị em đều ở quận Tân Phú hết. Năm chị em đều ở quận Tân Phú hết mà cùng một cái phường luôn. Cho nên là ới nhau là gì thì nói chung là chị em nhất là gia đình rất là đồng bọc. Bản thân em vào Sài Gòn này từ năm 78. Nhưng đem hết năm chị em vào Sài Gòn lo nhà lo cửa cho mấy chị em hết. Đó, cho nên là bản thân cũng người rất là biết lo toan trong gia đình. Đấy, đây là để anh cũng hiểu sơ bộ như vậy. Bây giờ anh như thế là anh yên tâm. Yên tâm không ạ? Yên tâm hoàn toàn. Hai người bây giờ là nói chuyện cũng khá hợp với nhau. Vấn đề quan trọng là mình tìm hiểu chắc cũng không có lâu lắm đâu. Vấn đề bây giờ mình thử bàn xem mình về Tân Phú hay về Bình Thạnh ở. Nhà nào cho thuê mắc hơn thì để nó cho thuê. Nhà nào cho thuê rẻ thì mình để mình ở. Đó, mình bàn ở đâu thôi. Nếu mà vâng, cái đó thì chúng tôi sẽ bàn với nhau. Phải. Mình thử bàn bây giờ về đâu thì hợp lý nè. Ví dụ như là tôi đến nhà cô ấy và tôi thấy cái nó thoáng mát các thứ thì tôi bảo có khi ở đây còn cái nhà đằng kia cho thuê hết. Đấy. Hoặc là hiện nay là anh ở hai gian. Anh mới lấy thêm một gian nữa. Thế còn trước đây anh ở một gian phía mặt tiền đấy. Có cái bếp ở đấy. Thế vừa rồi lấy thêm một gian nữa. Thế thì ví dụ như là về ở Tân Phú nhà em mà nó thoáng mát mà nó hợp ấy, thì hợp với tuổi già ấy, thì ta về đấy ta ở. Còn cái này là chỉ có thuê lấy tiền xong về đằng kia sống thôi. Đúng được. Có gì để mình đến thực tế để mình học sát. Đúng rồi. Thực tế để khảo sát thêm cái đấy, đó nhưng mà... Thực tế. Phải ví dụ như là hôm nay em về nhà anh, thế xong vài ngày nữa anh về nhà em xem bắt đầu khảo sát không có đâu. Vâng, bàn. Dạ. Đấy, là cái đấy phải thực tế. Bàn thực tế là cái nào cho thuê được khá thì mình để cho thuê. Vâng. À, vâng đúng rồi. Nếu mình kinh tế mình khá rồi mình thôi. Mình để hai căn nhà đi về luôn cho nó vui. Dạ. Nếu mà khá thì cũng không cần thiết phải cho thuê đâu. À. Nếu mà đủ rồi thì mình cũng cần thiết phải cho thuê hết làm gì. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Coi như là mình để đó, đi về cho nó vui, cho nó nhiều nhà chơi. Dạ. Yeah. Mà bên nhà gái thấy nhà trai giờ hợp lý không? Dạ. Yeah. Thấy tính tình nãy giờ sao? Nói chung là cơ bản là cũng hợp. Dạ. Yeah. Cũng hợp ha. Dạ. Yeah. Trên 70%. Thôi gọi nhiều bạn, tôi thấy nhà gái sao? Chú vì thấy bên chú cảm nhận được là 90%. Bây giờ mình liên tới mình nắm tay mình nói một câu gì đó nếu mà hợp nhau mình gì đó muốn nắm tay em muốn em về nhờ ở nhà anh luôn ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì xin lỗi anh chưa thể được, cháu để cho thu xếp tại vì bây giờ ở nhà cũng có một số việc thế thì giải quyết. Dạ. Thế thì tí nữa sẽ cháu địa chỉ điện thoại để liên lạc. Dạ, có cái hẹn sau. Rồi. Cũng được không? Dạ, chứ còn ngày hôm nay thì rõ ràng là xin lỗi anh trước. Anh cũng rất hy vọng vào chương trình hôm nay. Dạ. Bởi vì đây là số trời để cho duyên chúng ta gặp nhau. Dạ. Đấy. Để sau chương trình thì anh cho số điện thoại đôi bên để hai bên có thể liên lạc. Dạ. Còn hôm nay thì thật sự là xin lỗi anh không chung xếp được. Tôi gấp quá rồi. Dạ. Muốn hôm nay luôn đó. Dạ. Tôi muốn tí nữa thuê xe ấy trong chợ cô về luôn. Thật lòng mà nói đi cho cháu với đứa em là cũng thuê taxi đi từ sáng giờ. Cũng từ Tân Phú chốc nó cũng phải đi cùng chị em với nhau về. Với hai nó về có việc. Vậy hẹn ngày mai đi. Ngày mai cái nhớ mình hỗ trợ cho chú nha. Hỗ trợ chú với cô. Ngày mai đó mình hẹn ở đâu đó. Rồi chú tự đi tới. Rồi cái mình qua thăm nhà gái trước đi. Rồi. Để mình gặp gỡ gia đình nhà gái. Bây giờ thời gian mình nó cũng cạn rồi. Mình phải tranh thủ thôi. Càng nhiều càng tốt. Mình tới nhà gái trước. Gặp nhà gái xong mình bàn. Xong mình mời nhà gái về nhà trai luôn. Rồi cái mình làm buổi tiệc luôn. Được không chú? Được ha. Ok. Ok ha. Ok. Dạ.
Nhưng bây giờ đây là cặp đôi đầu tiên đó nha, là có thể là nhanh hơn mấy cặp kỳ trước, nhanh hơn nha chú nha, nhanh hơn chút xíu. Để thật ra là bây giờ mình về để mình chăm sóc lẫn nhau, mình tri kỷ, mình chia sẻ lẫn nhau mà ha. Dạ. Mình nghĩ là càng sớm càng tốt thôi hả. Còn lương hưu thì khỏe re, nãy giờ Linh nghe nói là khỏe re rồi. Dạ. Nuôi thêm một hai người nữa cũng không sao, chứ con cháu về nó chơi càng đông càng vui nữa ha. Dạ. Rồi bây giờ là chúc cho cặp tri kỷ hôm nay sẽ mãi mãi bên nhau, chăm sóc cho đến gọi là trọn cuộc đời luôn. Chú thấy sao? Cảm ơn chương trình. Được hả chú ha? Nhất trí. Rồi hai người ôm nhau một cái. Thôi ạ, già rồi, lúc khác. Đâu có sao đâu, ôm nhau tình. Thôi, này lúc khác hẹn hò chứ, bây giờ thôi chứ, già có tuổi. Linh với Lan ôm nhau một cái cho nó tình cảm thấm thiết không? Dạ, nghe. Có gì đâu. Rồi, với lại nắm tay rồi. Rồi, nắm tay này rồi. Dạ, rồi nắm tay này rồi. Chú thấy chú xúc động ha chú hả? Xúc động. Xúc động ha. Có bao giờ chú đã bao lâu rồi chứ chưa nắm tay một cái người khác giới? Lâu lâu rồi. Tôi mới ly dị ngày 20 tháng 1 năm 2021. Dạ. Nhưng mà trước đó là sống ly thân 4 năm. Dạ. 4 năm rồi bắt đầu mới ly dị. Dạ. Rồi. Chúc cô chú hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Okay. Dạ. Học Lan có nói gì với cô chú không? Xúc động quá hả? Dạ. Rồi. Đứng cho đây đi, coi cô xem. Dạ. Hả? Thật ra là bây giờ mình có làm thủ tục bấm nút không nha? Mình vẫn phải làm đúng thủ tục. Hả? Và hôm nay là con với lại chú Quyền Linh sẽ thay cô chú để bấm nút. Cô chú đồng ý đúng không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ, có. Dạ. Nào. Đây, tụi con bấm nút cho chưa, cô. Cô chú cứ nắm tay đứng đây. Cô chú cứ việc nắm tay. Giờ mình hỏi lại. Cô nói đồng ý lớn lên ha. Rồi chú cũng vậy nha. Tụi con làm nhiệm vụ giúp thôi. Xin hỏi chú là chú có đồng ý không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý ạ. Bấm. Thật ra rất là xúc động trước cái tình của cô chú. Hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ gắn chặt với nhau, để chúng ta cũng có một người bạn tri kỷ với nhau suốt cái cuộc đời nha cô chú ha.